Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông dọc quốc lộ 14 và tại các chợ, điểm mua bán hàng tự phát trên địa bàn xã Trường Xuân có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng các hộ dân lấn chiếm, sử dụng hành lang an toàn giao thông làm điểm kinh doanh diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, xã Trường Xuân đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm. Theo quan sát, các trường hợp vi phạm chủ yếu như tập kết vật liệu xây dựng, hàng quán, đặt bảng quảng cáo, trồng cây lấn chiếm vỉa hè. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể phối hợp để như vậy là vừa là làm công tác giải tỏa, vừa làm công tác tuyên truyền vận động. Ngoài ra thì như vậy là chúng tôi đã ban hành thông báo gửi đến như vậy là tất cả các thôn bon đăng tải các cái thông tin lên trên các cái trang mạng mà của xã để cho như vậy là người dân biết, đặc biệt là người dân sống dọc quốc lộ 14 để người dân biết và chấp hành. Cùng với việc giải tỏa, địa phương cũng tiến hành tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm hành lang, không vứt rác xả nước thải ra đường. Thông qua tuyên truyền, nhiều hộ dân đã chấp hành tự tháo dỡ bảng biển quảng cáo. Khi được tuyên truyền thì gia đình cũng chấp hành quy định của nhà nước để tháo bảng để tránh tai nạn an toàn giao thông, để thông thoáng đường xá. Tuy nhiên, bên cạnh các hộ chấp hành giải tỏa thì vẫn còn một số hộ chống đối, không hợp tác. Đối với các trường hợp này, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những hộ mà chống đối cũng như những hộ mà đã mà như vậy làm nhà vi phạm cái hành lang an toàn giao thông từ lâu á, thì tới đây thì chúng tôi vẫn như vậy là tiếp tục xây dựng kế hoạch để đi đo đếm xác định mà lại các cái hộ như vậy là vi phạm, đồng thời là như vậy là chúng tôi sẽ như vậy là biên bản báo cáo xin ý kiến của Ủy ban huyện để tiếp tục như vậy là công tác giải tỏa nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông dọc quốc lộ 14 thì như vậy là chúng tôi vẫn cương quyết như vậy thực hiện trong thời gian tới. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, giúp cho quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã thông thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.